Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 8.1 và 8.2. Ở cái bài số 8 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 8.3 nha. Đường nào thầy cũng sẽ quay cho các em thôi. Nói chung quay một clip nó dồn lại thì nó khá là mệt em. Nên thầy muốn là chia nhỏ ra để em từ từ làm, nghĩa là các em tự làm trước. Ví dụ như thầy quay 8.2 lên xong các em hiểu rồi các em, là các em sẽ tự làm thầy 8.3. Sau đó cứ vào thầy sẽ gì thầy sẽ quay tiếp tục, cứ quay theo là các em sẽ học và làm được thôi. Nhớ các em phải tự làm trước nha. Ok, thầy đọc đề rồi hướng dẫn em nhé. Trên đường thẳng D, lấy 4 điểm A, B, M, N, sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A với N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB bằng 10 cm, NB bằng 2 cm và trong khi đó là AM thì lại bằng BN, BN. Ở đây người ta yêu cầu em tính độ dài của MN. Thì bây giờ đọc như này mà thầy nói em không vẽ cái hình ra thì không bao giờ mà làm được cơ cả. Từ khi ví dụ như thầy hoặc là phụ huynh của các em có thể hình dung ra được cái hình nó như nào rồi mới có thể nhẩm nhẩm thì biết độ dài của đoạn MN. Nhưng mà đối với các em thì bắt buộc phải vẽ hình ra, và kể cả thầy khi mà dạy trên trường hoặc là dạy các em thì bắt buộc cũng phải lấy một cái đường thẳng D này đó, thấy chưa nào. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và sẽ lấy thứ tự điểm cho nó chính xác, các em hiểu nào. Lấy 4 điểm A, B, M, N sao cho này, sao cho cái điểm M nằm giữa hai điểm A, N. M thì phải nằm giữa A, N. Điểm N phải nằm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB là bằng 10 cm, NB bằng 2 cm, mà trong khi đó AM thì bằng BN. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ cái anh AM này cũng bằng 2 này. Em có hiểu không? Tại vì NB cũng chính là BN. Ok, như vậy thì bây giờ này, em nhìn này này, ở đây thầy sẽ lấy điểm A, nhưng mà cái đoạn tổng nhất ở đây đó chính là AB là bằng 10 cm này, có đúng không nào? Sao cho M nằm giữa hai điểm A với N, M phải nằm giữa AN và N nằm giữa BM. Biết rằng AB bằng 10, NB bằng 2. NB là bằng 2 em. Chứng tỏ thầy lấy ở đây N ở đây thì cái đoạn này là bằng 2 cm này, thì cái đoạn AM nó sẽ nằm ở đây là bằng 2. Tại vì hai đoạn này bằng nhau đây này. Em hiểu không? Các em không hình dung ra được cái đề bài và các em vẽ hình là các em không thể nào mà làm được. Nhớ nhầm là như vậy. Và ở đây các em thấy không? Nó sẽ giúp chúng ta thấy rõ là gì? M nó sẽ nằm giữa gì? AN này. Và N nó sẽ nằm giữa MB này. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mục đích chúng ta ở đây cái bài này là đi tính MN. Hiểu không nào? Như vậy thì đối với bài này để tính được MN thì chúng ta làm như thế nào? Nếu như các em áp dụng mà tổng các cái liên tiếp các cái đoạn thẳng cộng lại, nghĩa là ở đây chúng ta thấy AB sẽ bằng là đoạn nhỏ thứ nhất cộng đoạn nhỏ thứ hai và cộng đoạn nhỏ thứ ba. Thì khi đó để tính được cái đoạn nhỏ MN này thì chúng ta sẽ lấy cái đoạn tổng trừ cho cái đoạn AM và NM này thì sẽ ra đoạn này. Nếu như nhìn trên hình này chắc chắn ta sẽ biết được cái đoạn này bằng 6 cm. Tại vì tổng anh AB này là bằng bao nhiêu em? Bằng 10. Đúng nào? Nhưng mà nếu như làm theo cái cách đó thì thầy sợ các em không hiểu. Thầy nghĩ như vậy. Như vậy bước đầu tiên đối với bài này để tính được MN, thầy sẽ tính đoạn AN trước. Đoạn AN trước. Được không? Bằng cách nào? Bằng cách thầy dùng một ngón tay, cô hãy nhấc dương chỉ của thầy này, ngón tay rất nguy hiểm nhá, nhấc dương chỉ này, nhìn này, chia điểm nào lại, thầy đố em chia điểm nào lại để tính được AN nè, thầy nói lại theo cái em, thầy dùng ngón tay này chỉ, nghĩa là chia cái điểm nào lại để tính được AN, đó chính là điểm gì? M. Rồi, thấy không? Thấy chưa? Như vậy thì đoạn tổng khi đó N này nó sẽ nằm giữa A và B.
có đúng không? Chứng tỏ là gì? AB là đoạn tổng rồi. AN chúng ta cần phải tính là đoạn nhỏ thứ nhất. Cái đoạn NB này đã có chưa? Có rồi, bằng 2 cm này. Thì chúng ta sẽ lấy đoạn tổng AB trừ cho cái đoạn nhỏ thứ hai NB thì sẽ ra được AN. Ok rồi nha. Chúng ta sẽ lập luận trước. Vì cái điểm M nằm giữa hai cái điểm AN và điểm N nằm giữa hai điểm BM, nên cái điểm N nằm giữa hai điểm A và B, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ này, khi điểm N nằm giữa hai điểm A và B nghĩa là chúng ta sẽ chia, phải không? Ta có cái đoạn tổng ta là AB sẽ bằng đoạn nhỏ thứ nhất là AN cộng đoạn nhỏ thứ hai là NB. Mục đích ở đây thầy muốn tính NB thì thầy sẽ lấy đoạn tổng trừ cho AN. Chơi được em? Như vậy NB sẽ bằng 10 trừ 2 là bằng 8 cm. Xong. Được không? Bây giờ mục đích chính ta không phải là đi tính đoạn AN mà đi tính MN. Nhưng để tính được MN rồi ok, chúng ta sẽ dùng lại tiếp tục dùng ngón tay nhất dương chỉ đó, đó chính là chúng ta chia điểm gì? Đó chính là chúng ta sẽ chia điểm B lại. Chia điểm B lại thì khi đó AN này đó chính là đoạn tổng. Khi đó AM sẽ là đoạn nhỏ thứ nhất và MN sẽ là đoạn nhỏ thứ hai. Đúng chưa? Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta có vì M nằm giữa A và N. Ta có là AN sẽ là đoạn tổng. Chúng ta mặc định và thống nhất với nhau, chúng ta nên viết đoạn tổng trước nha. Bằng AM cộng cho MN. Mục đích chúng ta đi tính MN. Nên MN nó sẽ bằng AN sẽ trừ cho AM. AM. Được không nào? Như vậy thì MN AN AN của chúng ta nãy chúng ta tính được là bằng 8. AM của chúng ta ở đây là bằng 2. Kết quả ở đây là bằng 6 cm. Được không nào? Ngay chỗ đây chúng ta nên làm một bước nữa là theo đề bài đi. Theo đề bài ta có cái đoạn AM sẽ bằng BN và ở đây sẽ bằng 2 cm em nha. Biết rằng là mình vẽ trên hình rồi nhưng chúng ta cũng phải làm như vậy. Sau đó chúng ta kết luận vậy MN sẽ bằng 6 cm. Xong. Được chưa? Ok. Rồi, để chưa nào. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 9, đó chính là vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Thì bài này rất là dễ rồi. Dễ nhưng mà nó là liên quan tới cái phần tính toán của bài số 8 này rất là nhiều. Nên là chúng ta cần phải cố gắng xem lại cái nội dung của bài số 8 và chúng ta phải làm được cái phần bài tập nhường nhuyễn. Khi mà có 3 điểm và cái điểm M này là điểm nằm giữa thì chúng ta từ nay trở về sau chúng ta sẽ mặc định là gì? AB sẽ bằng là đoạn tổng là sẽ bằng AM cộng MB và chúng ta mặc định luôn là chúng ta nên viết đoạn tổng trước, được chưa nào? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 9. Chúc em học tốt nha. Bye bye.